Truyện Chiến sĩ Biên Cương, tác giả Nguyễn Trường. Tôi viết về những kỷ niệm không bao giờ quên của tôi và những nam nữ thanh sơn nhập ngũ tháng 11 năm 1976 tại Trung đoàn 254 Hoàng Liên Sơn. Tân binh của tỉnh Hoàng Liên Sơn lên đường nhập ngũ từ tháng 9, nhưng tân binh Vĩnh Phú chúng tôi lại là tháng 11 năm 1976 mới nhập ngũ. Ngày 27 tháng 10 năm 1976, xã đội Sơn Hùng tập trung 25 chàng trai có giấy gọi nhập ngũ đến Ủy ban Nhân dân để nghe mấy cán bộ xã nói chuyện và chia tay anh em. Sau mấy bài nói của các ông thì Phùng Thông, đại diện cho 25 thanh niên nhập ngũ, phát biểu và hứa hẹn trước lúc lên đường. Không ngờ Thông lại có bài đáp từ hay đến thế. Hợp tác xã đoàn kết của tôi có anh rể làm chủ nhiệm nên buổi liên hoan khá hoành tráng, toàn bia chai, bia trúc bạch và bánh kẹo loại ngon. Nhớ nhất, bác Đô Lương giơ chai bia, nói: "Hẹn gặp nhau ở Sài Gòn", làm cả hợp tác xã cười vang. Rồi ông Ma Thành chụp một bộ ảnh tập thể làm kỷ niệm. Hôm đó, tôi đóng bộ quần si áo lon và đôi dép nhựa tiền phong mới đét. Tiếc thay, tấm ảnh đó đã bị mất trong đợt đánh tàu. Rồi chi đoàn thanh niên phố vàng cũng liên hoan cho tôi và hòa xe châu. Chi đoàn phố ngày đó có đồng chí Hiền, tức Bảo, làm bí thư. Tôi và đồng chí Hòa, Oánh, làm phó bí thư. Hôm ấy, Bá Lê là bí thư chi bộ xã, còn chúc tôi sẽ là đảng viên trong quân đội. Chi đoàn thanh niên xóm Đồng Mái cũng tổ chức văn nghệ chia tay và tặng quà kỷ niệm. Nhẽ ra thằng Hùng cùng xóm cũng được đi, nhưng nó về Thái Bình lấy vợ. Sáng hôm sau, các nơi tổ chức tiễn đưa tân binh lên đường, toàn huyện tập trung ở xã Võ Miếu. Bốn anh em chúng tôi thuộc khối phố vàng, gồm tôi, Trần Xuân Hòa, Khổng Doãn Khoa, Ngô Quốc Tuấn. Cả bốn trọ tại nhà anh Khóa xóm Mạ. Anh Khóa chỉ có hai bố con, anh chưa vợ và anh ấy cũng có cây đàn bầu. Anh đánh đàn không hay bằng tôi. Ba người bạn thân của Khoa là Dũng, Thanh, Thiện cũng đến chơi và ở cùng cho đến hôm giao quân. Đợt này nhập ngũ rất đông, cả huyện 39 xã có khoảng 600 nam và 40 nữ. Riêng xã Sơn Hùng thì có tất cả 25 người, không có nữ. 25 nam không hiểu sao bị loại ra. Hai người đó là Dậu xóm Khuôn và Định ở Hoàng Khánh. Còn lại 23 người gồm tôi, Trần Hòa, Khổng Khoa, Ngô Tuấn ở phố Vàng, Bùi Luật, Nguyễn Tài, Vũ Trung, Ngô Xuân ở Hoàng Khánh, Trần Ngó, Hoàng Thảo ở Thanh Yên, Nguyễn Ngôn, Nguyễn Vũ, Hà Nghị, Lương Kế ở Tam Sơn, Chu Lý, Hoàng Giảng, Phùng Thông, Nguyễn Minh ở xóm Gai, Hoàng Du, Phú Hà, Nguyễn Khôi, Hà Sĩ, Đinh Ngọc ở Ngọc Sơn và Phạm Hiển ở Toàn Thắng. Bốn cô gái của nông trường Phú Sơn gồm có Hoa, Lan, Trung, Phương. Xã Thục Luyện có 13 nam là Hàn, Kỳ, Hội, Lý ở Trung Đồng, Hải, Định, Thanh, Luật, Liên, Bé, Cửu ở Hạ Sơn, Đỗ, Oanh ở Đồng Cỏ. Ba nữ có Hoa, Lưu, Thanh. Sáng mùng 1 tháng 11, các đơn vị đến đón quân. Lễ giao quân được tổ chức trọng thể trên một thửa ruộng rộng ngay trung tâm xã Võ Miếu. Đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Sơn có bác Hà Văn Nội, đại diện huyện đội là đồng chí Trung úy Nguyễn Văn Thìn, đại diện đơn vị nhận quân là Trung úy Trịnh Văn Miễu. Có ba đơn vị đến nhận quân gồm Trung đoàn 254, Trung đoàn 121 của tỉnh đội Hoàng Liên Sơn
và một đơn vị công an võ trang, nay là bộ đội biên phòng. Công an võ trang nhận khoảng 100 người, rồi họ đưa ô tô đến đón và trở lên đơn vị luôn. Lính trung đoàn 254 và 121 thì phải đi bộ. Trung đoàn 254 của tôi có khoảng 250 nam và 40 nữ. Khi biên chế thành các trung đội và tiểu đội, 250 đồng chí nam sẽ thuộc lính đại đội 4 của tiểu đoàn 2, trung đoàn 254. 40 đồng chí nữ sau này biên chế vào đại đội 3 của tiểu đoàn 64A. Ngay sau đó, tất cả hành quân bộ từ Võ Miếu đến xóm Hạ Thục Luyện, nay là khu Hạ Sơn, thị trấn Thanh Sơn. Tôi thuộc lính tiểu đội 7 do hạ sĩ Nguyễn Chí Tuyến, quê Văn Phú, Trấn Yên, Yên Bái, làm A trưởng. Trung sĩ Hoàng Văn Vở, dân tộc Tày, Hà Giang, làm B trưởng B3. Tiểu đội 7 của tôi gồm có các tân binh sau đây: Nguyễn Xuân Trường, Hà Hữu Nghị, Hoàng Văn Giảng, Đinh Hiệp Định, Đinh Xuân Lý, Đinh Xuân Liên, Đinh Văn Kỳ, Nguyễn Văn Bé, Đinh Văn Hợp, Hà Văn Then, Hà Văn Nhật, Hoàng Văn Hiển, Hà Văn Mạch, Hà Văn Hiếu, Dương Hồng Khi, Nguyễn Văn Thắng. A7 đóng quân tại một gia đình ở xóm Hạ mà đến giờ tôi cũng không còn nhớ là nhà ai. Chiều hôm ấy chính thức được ăn cơm bộ đội bằng chiếc bát sắt trắng lốm đốm chấm xanh. Bữa ăn có mấy món rau, thịt cũng khá ngon, đặc biệt là cơm độn mì sợi. Loại cơm mà dân ăn gạo sổ như tôi thì đã quá quen rồi. Chiều tối chúng tôi ở gần đều xin về nhà chơi, đến 21 giờ lại ra nơi đóng quân để còn điểm danh. Sáng mùng 2 tháng 11, chúng tôi đi nhận quân tư trang. Mỗi người nhận chăn, màn, khăn, mũ, bát ăn cơm, giày tất, chiếu cói, ba lô và hai bộ quần áo kiểu K-74, màu xanh tô châu, đặc trưng của lính. Áo K-74, loại áo để ngoài quần, thắt lưng to bản, trông rất oai, chẳng kém gì lính gác lăng. Theo các anh cán bộ thì quân trang phát cho chúng tôi 100% made in Việt Nam, không giống thời chống Mỹ, quân tư trang đều do Trung Quốc viện trợ. Sáng mùng 3 tháng 11, mọi người ai cũng phải mặc quân phục mới, trông cũng ra dáng lính lắm. Nhưng tôi và một số anh em thuộc diện thấp bé thì nhìn ngồ ngộ làm sao, áo rộng thùng thình, quần dài phải lên hai gấu mới vừa. Hôm ấy, ai gần nhà thì tranh thủ về chào họ hàng, gia đình bố mẹ để mai ra đi. Buổi tối, bạn trai bạn gái khắp nơi của lính nườm nượp đến thăm. Có cả mấy chị bụng bầu vượt mặt cũng đến gặp các đức lang quân để chia tay các anh trước lúc lên đường. Bạn gái tôi cũng đến thăm, em rủ sinh, bạn cùng làm và cả em gái tôi. Tôi quen em từ đợt đi gánh nước chống hạn tại khu ruộng Hoàng Trung do khu phố vàng tổ chức. Em là thứ năm trong một gia đình có đến 14 người con. Em dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn, da trắng môi đỏ và biết cách ăn diện. Nhiều người bảo em giống búp bê nhưng hơi đanh đá. Em tặng tôi một chiếc vỏ gối màu trắng có thêu hai chữ kỷ niệm, một bộ bàn chải kem đánh răng và tấm chân dung tô màu mới chụp. Em rất mê đọc sách nên tháng trước tôi đã tặng em một thẻ thư viện 12 tháng để em mượn sách. Sáng mùng 4 tháng 11, chúng tôi chính thức rời quê hương hành trang lên đơn vị. 40 cô gái Thanh Sơn thành một trung đội do hạ sĩ Nguyễn Xuân Quý, Vĩnh Phúc, tạm thời làm trung đội trưởng dẫn đầu. Quân phục giống nhau, ai cũng như ai. Một hàng dài đi qua phố vàng, trông rất đều và đẹp. Dân hai bên đường đứng xem khá đông. Đoàn quân đi qua cửa hàng ăn xã, chỗ em làm, và thấy em đứng ngoài hè. Đi qua hợp tác xã Đoàn Kết, rồi đến trường cấp 2 Sơn Hùng, học sinh đang chơi chạy túa ra đường để xem và chào các anh bộ đội. Giống hệt ngày còn bé,
cũng chào các anh chị bộ đội khi họ hành quân qua làng. Đến 10 giờ trưa thì đến một xóm ở ngã tư Cổ Tiết. Từ xóm Hạ đến đây 15 km, mệt lử người. Lần đầu tiên quốc bộ lâu và dài đến thế, hai bàn chân phồng rộp, đau rát không chịu nổi. Chiều hôm ấy, tất cả nghỉ lại xóm này cho đến sáng hôm sau. Khi biết lính tạm nghỉ ở Cổ Tiết, bạn bè trong Thanh Sơn ra chơi rất đông. Vậy mà sao không thấy người yêu của tôi đến? Trưa ngày mùng 5 tháng 11, tất cả hành quân ra thị xã Phú Thọ. Đoạn đường cũng phải 15 cây số, đi đến bến phà Ngọc Tháp, con phà rất quen thuộc, đầy kỷ niệm với tôi. Đó là những năm 1974-1975, tôi thường chở xe đạp đưa cô người yêu bé nhỏ của tôi, người dân tộc Mường, đi học cô nuôi dạy trẻ ở trường thị xã. Yêu nhau dễ ngót 2 năm mà không đến được với nhau. Năm sau đó, em lấy chồng làng rồi cũng bỏ nghề dạy học, về làm ruộng và sinh được 4 đứa con. Năm 2016, em mắc bệnh ung thư, tôi đến bệnh viện Thanh Thủy thăm và xót thương em quá. Rồi em mãi mãi ra đi. Chiều hôm ấy, chúng tôi đến xã Văn Lung của thị xã Phú Thọ, nghỉ ngơi để ăn cơm tối tại đây. Đến khoảng 12 giờ đêm, đang ngon giấc, tất cả được đánh thức, tức tốc hành quân ra ga để lên tàu hỏa đi Lào Cai ngay trong đêm. Cảnh nửa đêm ở nhà ga vắng vẻ, chỉ có đoàn quân chúng tôi là vội vã lên tàu cùng mấy tiếng người giao bán bánh giò, bánh mì, kẹo bột. Lần đầu tiên được đi tàu hỏa, con tàu chở cũ kỹ, ì ạch xuyên màn đêm đi theo hướng lên biên giới. Mà sao nó đi chậm thế? Rất nhiều đoàn tàu dừng lại để tránh nhau. Có đoàn dừng cả mấy tiếng đồng hồ để sửa chữa. Đoàn tàu quân sự nên toàn bộ đội. Nhưng không hiểu sao, toa tôi đi lại rất nhiều thường dân và dân buôn bán. Ngày đó người ta gọi là con buôn. Trên tàu chở toàn cam, đủ các loại cam. Mà sao dân buôn nhiều cam đến thế? Lần đầu tiên, mọi người được ăn no cam. Vì là tân binh nên anh nào cũng có nhiều tiền. Mãi đến 2 giờ chiều ngày mùng 7 tháng 11, tàu mới đến Lào Cai. Xuống ga, lính phải hành quân luôn, nhưng vẫn vừa đi vừa ngắm phố. Con sông Hồng đỏ phù sa, bên kia cầu sắt là phố Cốc Lếu, một nửa của thị xã biên giới Lào Cai. Đi đến cửa khẩu, gặp cây cầu kiều bắc qua sông Nậm Thi sang bên thị trấn Hà Khẩu, Trung Quốc. Cầu có đường sắt bắc qua cho tàu liên vận Việt Trung. Hai đầu cầu có hai lính biên phòng bồng súng đứng gác. Thị trấn Hà Khẩu bên tàu tuy nhỏ nhưng có phần đẹp hơn thị xã bên mình. Bộ đội hành quân qua phố Tèo, con phố rất đẹp, nghe nói nhiều người Hoa sinh sống. Nhìn con phố nhỏ này sao mà giống phố Hàng Ngang, Hàng Đào ở Hà Nội thế? Bây giờ dãy phố này không còn nữa, thành phố đã cải tạo thành một vườn hoa rất đẹp và hiện đại. Đến 5 giờ chiều, tất cả được nghỉ tại một khu phố nhỏ cuối thị xã Lào Cai, phố Thưa, dân chuyên sản xuất mảnh trúc. Tiểu đội tôi ngủ tại mái hiên một nhà dân ngay lề đường. Buổi tối, bác chủ nhà tính tình vui vẻ, mến khách, mời chúng tôi uống trà. Và lâu lắm rồi, từ hôm tập trung ở Võ Miếu, hôm nay mới được uống trà. Rồi bác kể chuyện bên tàu, bên ta, cái gì cũng hay, cái gì cũng lạ. Ngày mùng 8 tháng 11, bộ đội ăn sáng xong, trong lính gọi là ăn phụ, lại tiếp tục lên đường. Anh Tuyến A trưởng nói, cố gắng nhá, chỉ còn 20 cây nữa thôi. Con đường trải nhựa khá đẹp, mà chúng tôi đang đi năm 1967, người tàu mở cho Việt Nam, đường nối từ thị xã Lào Cai đi huyện lỵ Mường Khương, có tên là đường Hữu Nghị 7. Nhiều đoạn đường giáp bờ sông Nậm Thi nên nhìn thấy bên tàu
người dân họ đi lại làm ăn và nhiều đồi cây cao su xanh mướt. Khoảng 9 giờ trưa, đi đến ngã ba km 18 là làng Mạ, khá đông dân, toàn người Nùng sinh sống. Làng Mạ thuộc xã Bản Lầu, nơi mà cả trung đoàn 254 đóng quân, rồi đoàn quân rẽ trái. Chỗ này thuộc bản Tà Lạt, có rất đông bộ đội đang mở đường. Họ mặc toàn quân phục màu lông chuột, không giống quân phục màu xanh Tô Châu của chúng tôi. Nhìn ve áo, phần đông là binh nhì binh nhất. Bên phải có một chiếc cầu treo nhỏ bắc qua con suối để sang tiểu đoàn 1. Đi 3 km nữa qua tiểu đoàn 64A, 40 cô gái Thanh Sơn sẽ dừng lại nơi này để nhập vào C3 của tiểu đoàn 64A. Chúng tôi tiếp tục đi 2 km nữa đến bản Bạc Po là nơi đại đội tôi đóng quân. Nhìn đồng hồ, đúng 10 giờ trưa mới đến doanh trại C4. Cổng C4 được lính ta thiết kế bằng nứa rất đẹp, đẹp đến không ngờ. Bên trên cổng chào có hàng chữ được cắt bằng bìa các tông cũng rất ngay ngắn. Doanh trại Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bên phải cổng có vọng gác của vệ binh, nhưng hôm ấy không có người nào đứng gác trong vọng cả. Trong doanh trại, lính cũ dựng 6 ngôi nhà, nhà nào cũng chỉ bằng nứa. 4 dãy nhà dài dành cho 4 trung đội, một nhà của ban chỉ huy đại đội, một nhà kho cho tổ hậu cần, còn một ngôi nhà rất to cao, rộng rãi, 8 mái, gọi là hội trường kiêm nhà ăn. Bàn ghế đều làm bằng gỗ nứa, chân bàn ghế được chôn thẳng xuống đất, nhìn rất lạ. Thời gian sau C6 sửa lại ngôi nhà này, đang lợp mái thì nhà đổ. Tôi và Ngô Xuân bị thương nặng vì mái sập đè xuống những người đứng dưới. Bây giờ di chứng đau cột sống của tôi cũng từ vụ này mà ra. Ban chỉ huy C4 gồm đại đội trưởng Trung úy Dương Văn Nghiệp. Sau khi ông Nghiệp chuyển đi, ông Hỗ quê Vĩnh Phú về thay. Chính trị viên là Trung úy Trịnh Xuân Miễu, người Hải Phòng. Ông Miễu đi Thanh Sơn đón chúng tôi, hôm nay cũng hành quân về cùng. Ngày ấy không có cấp phó, Nông Văn Khỏe làm liên lạc. Có 4 trung đội do các anh Bấm, Phong, Vở, Phan làm trung đội trưởng. Trung sĩ Hoàng Văn Vở, lính 72, người Tày quê Hà Giang, làm B trưởng B3 của tôi. Ngày 8 tháng 11 năm 1976, chúng tôi bắt đầu thành những người lính sống trong doanh trại. Không biết từ đây, những thanh niên ở làng quê nông thôn chỉ quen với cái cày cái cuốc, giờ bước vào đời lính sẽ như thế nào đây? C4 của tiểu đoàn 2 chúng tôi cách trung tâm xã Bản Lầu 5 km, cách thượng nguồn sông Nậm Thi 2 km. Con sông nhỏ nhưng dòng suối này cũng là biên giới giữa hai nước. Dân ở đây là Mán Tuyển, sinh sống lâu đời. Họ nói không giống tiếng Mán Thanh Sơn. Người lớn nói tiếng Kinh Không Thạo, trai gái đều mặc quần áo đen, trẻ con cũng được đi học. Có 2 cô giáo người Kinh, ngày nào cũng đến dạy chữ cho các cháu. Cô xinh hơn tên là Mận. Mỗi lần các cô đi qua doanh trại, bọn lính đua nhau trêu đùa đến làm mệt, cứ như chưa bao giờ thấy gái. Nhìn cô giáo Mận, tôi thấy cô giống người yêu đầu cùng xóm của tôi thế. Ngày yêu nhau, em mới 15 tuổi, dáng xinh xắn phồng phao. Mến nhau được 1 năm gì đó, rồi lại thôi nhau. Ngày đó, cả 2 trẻ con quá, có biết gì đâu. Mến là yêu thôi, rồi lại chóng vánh chia tay. Bây giờ vẫn cùng sống trong một xóm. Năm 17 tuổi em đi công nhân nông trường, năm 1976 thì em lấy chồng. Bây giờ em nặng khoảng 80 kg. Các trai bản ở đây lấy vợ phải ở rể 3 năm. Đồng bào sống chủ yếu làm nương, họ trồng lúa nương, ngô nương và rau cải nương. Cây trồng không phân bón nhưng rất tốt. Dân không nhà nào nuôi trâu bò, chỉ nuôi vài con gà và lợn thả, gọi là lợn mán. Nước ăn không đào giếng,
mà đưa máng trên nguồn về rất tiện. Bộ đội cũng dùng nước máng. Đồng bào giã gạo nương bằng cối nước suốt cả ngày. Cơm gạo nương ăn rất thơm ngon. Cả đời ăn gạo mậu dịch, nay được bữa cơm gạo nương mới tuyệt làm sao. Ở đây hơn 2 năm mà chúng tôi không thấy có đám cưới nào, hay họ cưới bằng cách nào mà chúng tôi không biết. Mãi đến ngày 12 tháng 11, C4 mới làm lễ tuyên thệ, nhận quân hàm và sao mũ. Lần đầu tiên được cầm hai miếng nỉ bé tẹo đỏ chót với hai ngôi sao bằng nhôm trắng của anh lính binh nhì. Ba người gồm Đinh Hiệp Định, Bùi Đình Luật, Trần Văn Luật được cử ngay làm A phó của ba tiểu đội. Đại đội 4 của tôi có rất nhiều cán bộ khung là lính 74-75 thuộc nhiều dân tộc khác nhau như Tày, Nùng, Thái, Lô Lô, Pari, Cao Lan, Mông, Giao, rồi cả người Mường nữa. Mỗi tối điểm danh, A trưởng đọc toàn những họ và tên lạ hoắc, rất buồn cười. Tiểu đoàn 4 nằm giữa 4 đại đội. Tiểu đoàn trưởng là Thượng úy Nguyễn Văn Tất. Ông Tất năm 1979 hy sinh tại mặt trận Lai Châu. Chính trị viên là Đại úy Nguyễn Văn Luân. Khi ông Luân chuyển lên trung đoàn thì ông Hoàng Văn Trài về thay. Đến khi chiến đấu chống quân Tàu thì ông Lò Văn Viết là tiểu đoàn trưởng, ông Nguyễn Văn Hằng là chính trị viên. Trung đoàn bộ 254 đóng ở trung tâm xã Bản Lầu. Lúc đó trung đoàn trưởng là trung tá Đinh Văn Đạt, sau trung tá Tô Ninh về thay. Thời gian chống quân Tàu xâm lược có đại úy Tăng Ngọc Hiển, người Bảo Yên, Thanh Thủy, từ trong Tây Nam ra làm trung đoàn phó. Hôm đặt chân đến trung đoàn, tôi gặp Vượng bạn cùng phố Vàng, lính tháng 2 năm 75. Vượng vốn là kiều bào Thái Lan về nước từ năm 1961, rồi làm ở Hợp tác xã Vận tải Xe Châu, nay đã là A trưởng của D64, rồi gặp cả mấy anh em cùng xã Yến Mao cùng nhập ngũ đợt này như Sương, Hùng, Mừng, Quy, Quyết, Long, Lý, Tiến, Chiến. Sau 4 tháng sửa sang doanh trại và hoàn thành đợt huấn luyện quân sự, 1/3 quân số chúng tôi phải chuyển đi rất nhiều đơn vị khác nhau. Tôi cùng hơn 20 người chuyển sang C1 để cùng lính cũ nhập ngũ năm 74-75 san đường và đập đá dăm. Tôi và Ngôn biên chế vào A7-B3, B trưởng là anh Đinh Quang Phục, lính 71, quê thị xã Phú Thọ. A trưởng A7 là anh Hoàng Văn Trò, lính 74, quê Hà Giang. Chính trị viên đại đội 1 là Trung úy Hà Đình Trà, Hợp Thành, Triệu Sơn, Thanh Hóa. Đại đội trưởng là Trung úy Bùi Minh Quốc, quê Thái Bình. Tháng 6 năm 78, ông Quốc chuyển về C13. Thiếu úy đại đội phó Nguyễn Hồng Thanh, Thanh Vân, Thanh Ba về thay. Tháng 4 năm 1977, vì nhớ nhà, nhớ người yêu, tôi viết thư về nhờ người bạn cùng xóm đánh một bức điện khẩn: mẹ chết về ngay. Thế là đơn vị cho về 7 ngày, gặp lại người yêu thời gánh nước chống hạn, vui mừng khôn xiết. Tôi đưa em bằng xe đạp ra chơi quê Thanh Thủy và đi chợ Hoàng Xá. Hôm ấy cả hai bị một bữa đói. Năm 1977, toàn bộ tiểu đoàn 64 chuyển sang Bình Lư, Lai Châu. Cả C3 nữ cũng phải chuyển đi, nhưng trung đoàn vẫn chọn lại mấy em xinh nhất làm việc trên trung đoàn bộ, gồm Loan May, Loan Sót, Na, Dung Rụt, Thanh Xuân, Thọ, Tiến, Lợi, Hoa. Ba cô Hoa, Tiến, Na được phong hàm chuẩn úy và giữ chức trung đội trưởng 3, trung đội nữ tân binh của C20. Cuối năm 77 lại được tranh thủ thăm nhà, tôi lại đến thăm cô người yêu thời gánh nước chống hạn. Em đãi tôi bữa cơm trứng rán và ly cà phê đặc quánh nhưng đắng ngắt. Rồi em nói lời chia tay tôi và trả lại 15 lá thư. Em đã nhận yêu người khác gần nhà. Vậy mà tháng trước cô ấy vẫn nhờ Tuấn cắt tóc tặng tôi chiếc vỏ gối thứ hai
bằng vải trắng thêu hai chữ HL. Để làm gì chứ? Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu hai chữ HL là chữ gì. Đầu năm 1978, em cưới người ấy và cuối năm sinh con. Vậy là tôi chấm dứt mối tình đầy lãng mạn mộng mơ nhưng cũng rất buồn đau. Ngày hôm sau, tôi lên mỏ Quắc Rít thăm bạn gái mới quen. Thấy em cũng dễ thương, tôi biết em từ khi em làm hợp đồng bên bưu điện. Công việc khai thác đá mỏ vất vả nhưng trông em vẫn xinh. Em thường kết hai bím tóc đuôi sam, vẫn khuôn mặt xinh như búp bê. Em cũng yêu văn nghệ, ca hát như tôi và hát cũng khá hay. Tôi chợt nghĩ, sao mình không yêu em nhỉ? Chúng tôi có nhiều nét tương đồng đấy chứ. Khi lên đơn vị, chúng tôi thường xuyên gửi thư cho nhau và nói những lời nồng nàn. Em tặng tôi nhiều tem quân đội, tình cảm nảy sinh từ đấy. Sau này xuất ngũ, chúng tôi vẫn yêu nhau, nhưng không hiểu sao cả hai không về chung một nhà với nhau được. Tất cả là do tôi. Tôi thật là một gã mù quáng và ấu trĩ. Đoạn đường từ Bạc Po về Na Lốc đang làm dở thì dừng lại. Các đại đội phải chuyển dịch vào phía trong khoảng 3 km, nhường doanh trại cho công nhân trồng rừng. Rồi chúng tôi lên các điểm cao, đào hầm hào, đóng chốt và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Tháng 8 năm 1978, ông Hà Đình Trà chuyển đi tiểu đoàn 1. Trung úy Bùi Xuân Quỳnh, hùng quan Đoan Hùng ở Tây Nam về thay. Đêm 16 rạng 17 tháng 12 năm 1979, quân Tàu đồng loạt tấn công 6 tỉnh biên giới phía Bắc, C1 chốt trên điểm cao 343 cùng tiểu đoàn 2. Địch từ bên kia biên giới thổi kèn hò hét tràn sang. Chúng tôi đã chiến đấu đánh trả quyết liệt, đẩy lui nhiều đợt tấn công của chúng. Cầm cự với giặc đến quá trưa ngày 17 tháng 2 mà không thấy quân tiếp viện như đã được phổ biến trước đây. Rồi chốt A7 bị địch chiếm, Lương Văn Kế, xóm Bục, Sơn Hùng, Thanh Sơn, anh Hoàng Văn Báo, Đông Khê, Văn Chấn, Nghĩa Lộ đã chiến đấu và hy sinh tại chốt này. Đại đội trưởng Thanh bị thương ở gót chân phải đi tuyến sau. Thiếu úy Nguyễn Văn Hương, Yên Bái, xê phó lên chỉ huy thay. Tuy là cán bộ hậu cần trên E bộ được điều động về làm xê phó, không qua lớp huấn luyện tác chiến nào, nhưng khi thay Thanh, Hương chỉ huy chiến đấu rất tốt. Chiều hôm ấy, chúng tôi để mất toàn bộ điểm cao 343, phải rút xuống cứ. Tối hôm ấy, cả đại đội di chuyển về Bản Cầm để bảo toàn lực lượng. Ngày 21 tháng 2, đánh trận Bản Cầm trên đồi cây mỡ. Thằng Ngôn to, khỏe mạnh thế mà nhát chết, đến rủ tôi đảo ngũ, tôi không nghe. Hôm sau, hắn cùng thằng Quân lai đồng, trốn thật. Ngoài súng đạn, mỗi người chúng tôi nhận vài gói gạo sấy. Lần đầu tiên được ăn loại cơm đựng trong túi như thế này. Anh Hoàng Vân Ngấn, nàng Đôn, Hoàng Su Phì, Hà Giang, người đã bắn một lúc 4 quả B-40 trên chốt 343, và anh trung đội trưởng Hà Văn Hợi, Võ Miếu, Thanh Sơn đã hy sinh. Buổi chiều, chúng tôi bị trận pháo địch, anh Vũ và nhiều người bị thương. Tôi may mắn có băng AK đeo ngực chắn đỡ mảnh đạn giặc. Ngày 24 tháng 2, đánh trận km 21. Trận chiến diễn ra từ sáng sớm đến 2 giờ chiều. Anh Mai Hồng Châu, Hán Đà, Yên Bình, Yên Bái hy sinh. Chúng tôi nhớ mãi hình ảnh Ngô Quang Xuân cầm khẩu AK, anh Dũng đứng giữa đường quốc lộ 70 tiêu diệt ổ RPD địch để yểm trợ cho chính trị viên đưa thi thể anh Châu ra. Ngày 28 tháng 2, trận đánh cuối cùng ở xã Cốc Ly, Bắc Hà, nơi có rất nhiều đồng bào Mông sinh sống. Trận đánh diễn ra rất ác liệt, địch thương vong nhiều. Vẫn Ngô Quang Xuân giữ càng RPD cho Hoàng Hữu Cậy bắn sang trận địa địch, giống như anh hùng Bế Văn Đàn thời chống Pháp. Tôi thấy chuẩn úy trung đội trưởng Bùi Xuân, Thanh Đình Lâm Thao, đẹp trai, to cao,
đứng chỉ huy trung đội trên mỏm đồi liên tục hô xung phong. Ta và địch bắn liên tục sang nhau chí chát. Trận đánh không khác gì trong bộ phim Bài ca ra trận, nói về anh hùng Lê Mã Lương. Khẩu đội cối 60 ly của Nhàn và Sương đã bắn hết cơ số đạn. Bên C8 cối 82 ly của Hiển, Bờ, Võ cũng nã không còn viên nào. Trận chiến giằng co đến quá trưa thì cũng thất thủ. Sau trận chiến, tôi mới biết bên C8, anh Nguyễn Đức Vịnh, Tân Thịnh, Chiêm Hóa, Hà Giang, anh Phạm Hiển, xóm Khuân, Sơn Hùng, Thanh Sơn là hai người bạn thân của tôi đã hy sinh. Chúng tôi đành phải bỏ chốt rút quân xuống một xóm nhỏ bên bờ sông Chảy thuộc xã Bảo Nhai. Xóm nhỏ toàn người Kinh sinh sống và tá túc ở đây. Bây giờ chúng tôi mới tắm táp thay giặc sau hơn chục ngày trời đánh giặc. Ở Bảo Nhai dân đi sơ tán hết, chỉ có dân quân ở lại trực chiến. Xóm nhỏ này có con sông Chảy chảy qua, sông rất nhiều cá, một quả lựu đạn là kiếm hàng yến cá. Nơi đây có một chiếc cầu treo khá to và đẹp, cầu Bảo Nhai bắc qua sông đi huyện Lỵ Bắc Hà. Ngày mùng 2 tháng 3, chúng tôi về km 56 giáp với địa phận huyện Bảo Yên. Trên đường gặp hàng nghìn đồng bào các dân tộc bồng bế nhau đi sơ tán mà xót xa, mà phẫn uất lũ bành trướng vô cùng. Khi giặc Tàu tuyên bố rút quân, đại đội tôi cùng tiểu đoàn lại chuyển về bản Tà Lạt, xã Bản Lầu, nhận thêm tân binh và lính tái ngũ. Đường đi vô cùng nguy hiểm vì dày đặc mìn địch cài lại. Anh Hoàng Xuân Nè, Xuân Giang, Quang Bình, Hà Giang, em Kiều Đình Thắng, Tu Vũ, Thanh Thủy, anh Nguyễn Văn Bảo, thị xã Tuyên Quang, hy sinh do mìn địch. Phần lớn anh em tham gia chiến đấu với giặc Tàu, cốt giữ được súng đạn, không mấy ai giữ được ba lô. Nhưng đặc biệt có duy nhất anh Hoàng Văn Trung, người Nùng, thường gọi là Trung Lùn, vì Trung chỉ cao có 1m49. Nhưng anh rất khỏe, là người duy nhất vẫn giữ được đầy đủ ba lô, chăn màn, quần áo và cả chiếc đài National mua của ông Trà. Có hai điều rất lạ. C5 tham gia cả chiến dịch như thế, cán bộ chiến sĩ chúng tôi chiến đấu dũng cảm, tiêu diệt nhiều sinh lực địch. Vậy mà đại đội chỉ có hai huân chương, một cho đồng chí Định ở Văn Yên, Yên Bái, thường gọi là Định Cụ, và một cho tập thể đại đội. Bằng khen, giấy khen không kể. Rồi một trường hợp nữa là sáng 17 tháng 2, đồng chí đại trưởng bị thương đi viện 109, đại đội phó Hương thay, mà sau chiến dịch Hương không được phong quân hàm, người được phong lại là đại trưởng bị thương ngay trận đầu. Anh Tòng Văn Châu, C2, dân tộc Thái, huyện Than Uyên, Yên Bái, được phong anh hùng quân đội. Châu chiến đấu rất dũng cảm trên điểm cao 391 mấy ngày trời và diệt được nhiều địch nhất. Chính trị viên cử tôi làm quản lý đại đội thay cho Điền đi học, rồi tạm thời kiêm cả quân khí văn thư. Trong đợt chiến đấu chống quân Tàu xâm lược, toàn bộ hơn 200 cô gái của C20 nhập ngũ năm 1978, quê Vĩnh Lạc, không một ai thương vong. Các cô đã phục vụ chiến đấu và hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình. Số lính C3 nhập ngũ năm 1976 cho đến khi ra quân cũng an toàn nguyên vẹn. Đầu tháng 4 năm 1979, C1 chuyển đến ở nhờ nhà dân tại Làng Mạ. Được nửa tháng thì Trung đoàn 254 sáp nhập sang Sư đoàn 345 do Đại tá Nguyễn Chuông làm sư đoàn trưởng. Cuối tháng 4, Trung đoàn 254 chuyển sang Lào Cai thay Trung đoàn 121. Trung đoàn 121 và Trung đoàn 345 lại chuyển sang Bản Lầu. Ngày mùng 4 tháng 5 năm 1979, thành lập sư đoàn 355 do Đại tá Nguyễn Tá làm sư đoàn trưởng, gồm có các trung đoàn: Trung đoàn bộ binh 254,
Trung đoàn Bộ binh 192, Trung đoàn Bộ binh 752, Trung đoàn Bộ binh 194, Trung đoàn Bộ binh 115, Trung đoàn Pháo binh 468 và thành lập Quân đoàn 29, Binh đoàn Sông Thao. Lúc này C1 đổi thành C5, C2 là C6, C3 thành C7, C4 thành C8. Rồi tiểu đoàn 2 trở thành tiểu đoàn 8 cho mãi đến sau này. Hòm thư của C5 là 2A6767 Hoàng Liên Sơn. Trung đoàn 254 đóng quân tại xã Hợp Thành, C5 đóng quân tại nhà dân xóm Phời, bản Tả Phời, Bảo Thắng, nay là thành phố Lào Cai. Ban chỉ huy C5 ở nhà bác Nỉ, người Giấy. Bác có ngôi nhà gỗ rất rộng và có gác xép chạy xung quanh, dễ đến 30 anh bộ đội ngủ cũng được. Hai bác tốt tính, quý bộ đội, có cái gì cũng phần cho các chú. Bác có 8 con cùng cháu ngoại và một cô em tật chân nhưng rất xinh gái. Năm 2013 tôi lên thăm thì hai bác đã mất. Cảnh vật người xưa khác quá. Ngôi nhà gỗ ngày trước con trai bác phá đi để xây nhà gạch. Cuối năm 1979, C5 chuyển lên xóm Củng Hạ thuộc thị xã Lào Cai, bộ đội vẫn ở nhờ nhà dân, đồng bào toàn người Giấy vừa đi sơ tán về, cuộc sống rất thiếu thốn, không có cơm ăn, nhà nước vẫn chưa có gì để hỗ trợ. Tháng sau, di chuyển lên xóm Độc Lập cũng ở nhà dân, nhà có hai cụ già và ba cô con gái chưa chồng là Huệ, Cam, Miên. Riêng cô Cam tôi biết có tình cảm với anh Quỳnh. Giáp Tết năm đó, toàn bộ C5 lên điểm cao 230 đóng chốt. Điểm cao này thuộc phường Duyên Hải, thị xã Lào Cai, sát với sông Hồng. Bên kia sông là Trung Quốc. Phía bắc 230 là một con suối khá lớn, có cầu vòm bắc qua để đi xã Quang Kim và thị trấn Bát Sát. Lần đầu tiên ăn Tết trên chốt, chúng tôi được hậu phương gửi cho nhiều nhu yếu phẩm hơn những năm trước. Đồng bào địa phương cũng gửi nhiều thịt lợn và bánh chưng. Ban chỉ huy C5 vẫn thượng úy chính trị viên Bùi Quỳnh, sau đoàn bàn thay, đại trưởng trung úy Nguyễn Hồng Thanh, chuẩn úy Bùi Thanh Xuân làm đại phó, sau Nguyễn Văn Thiệu thay. Tôi vẫn làm quản lý, Cù Xuân Hào làm liên lạc, Nguyễn Thanh Hằng quê phố Giàng làm y tá, sau Phạm Ngọc Tỉnh Thanh Hóa về thay, đúng Lơ Trung Triện làm anh nuôi. Tháng 6 năm 80, tôi Ngô Xuân Trần Hòa được đi học cảm tình đảng, nhưng rồi cả ba đều không được chi bộ kết nạp vì họ cho rằng năm 1954 gia đình tôi là thành phần địa chủ. Tuy rằng sau cướp chính quyền năm 1945, bố tôi được bầu là chủ tịch kháng chiến lâm thời xã và là đảng viên. Vậy mà chi bộ C5 không kết nạp cho tôi. Xuân thì mắc chuyện tình cảm với một cô gái ở Quang Kim. Sau này Xuân ly hôn vợ và lấy cô này. Hòa là Việt kiều Thái Lan nên lý lịch khó xét. Rất buồn, chúng tôi buồn lắm. 4 năm trong quân ngũ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Ít nhiều cả ba đều là cán bộ, cũng có thành tích trong chiến đấu. Vậy mà mọi phấn đấu của chúng tôi cứ như bị đổ xuống sông Hồng. Tháng 11 năm 1980, tôi được tiểu đoàn cho về quê mua giấy. Khoảng 8 giờ tối thì về đến nhà, gặp Bầm mà Bầm không nhận ra. Tôi lừa Bầm, tôi là bộ đội lỡ độ đường, muốn ngủ nhờ một tối. Bầm lưỡng lự chưa trả lời thì bố từ dưới bếp đi lên. Ông nhận ra tôi và hỏi sao bây giờ mới về. Thì lúc này Bầm mới nhận ra, Bầm khóc. Vậy là hơn 2 năm nay tôi mới được về nhà. Trong số 250 chàng trai Thanh Sơn năm ấy, chỉ có 3 người sau này là sĩ quan, nghỉ hưu, là Trung tá Phùng Thông, Trung tá Bùi Luật và Đại tá Chu Lý. Ngày 30 tháng 12 năm 1980, chúng tôi nhận quyết định xuất ngũ, được thanh toán
90 kg lương thực bằng tem phiếu, 20 kg gạo và 120 Việt Nam đồng. Cả ba chúng tôi trở về quê hương, nơi mà năm 1976 chúng tôi đã ra đi. Xuân ở lại với vợ hai tại Quang Kim, rồi đón bố mẹ và hai con lên. Hòa chuyển ngành về công ty điện ảnh Phú Thọ. Trong số 23 người xã Sơn Hùng nhập ngũ thì có hai đảo ngũ, hai hy sinh, một bị giặc bắt, 5 người đã mất, 12 người vẫn ở quanh thị trấn và xã Sơn Hùng, một người định cư ở Đồng Văn. Tiểu đội 7 ngày nhập ngũ tháng 11 năm 76 là 16 người thì một hy sinh, 4 về quê ốm chết, nay chỉ còn 11 người còn sống. Tôi buồn nhất và thương tiếc nhất 10 người bạn thân cùng đại đội của tôi, cùng nhiều người nữa trong tiểu đoàn, trung đoàn đã anh dũng hy sinh. Tôi thương kế ra đi để lại vợ trẻ và hai đứa con trai. Kế rất dũng cảm. Khi chốt tiểu đội 7 bị địch dồn dập tấn công, Kế xung phong sang đánh, được mấy loạt đạn thì hy sinh. Tôi thương Hiển hy sinh để lại vợ và đứa con gái, rồi cháu cũng không được sống. Tôi thương Hợi, bê trưởng người Mường, Võ Miếu, hiền lành ít nói, cũng có một đứa con chưa biết mặt cha. Tôi thương Châu Bê Phó, có giấy phép về chịu tang bố, nhưng vẫn ở lại chiến đấu. Tôi thương Bảo, gỡ được mấy chục quả mìn địch, mà lại chết vì gỡ mìn. Tôi thương Ngấn, bắn một lúc 4 quả B-40 làm hai tai điếc đặc. Tôi thương Nè, người Tày to cao, da trắng, đẹp trai, nhanh nhẹn, chiến đấu suốt chiến dịch không sao thì lại bị dính mìn. Tôi thương Vịnh, bê trưởng C-8, người nhiều tuổi nhất, đẹp trai, dân tộc Nùng, đã có vợ, chưa có con, rất thích đá bóng. Tôi thương cho Báo, người dân tộc Thái, hay cười, sống vui vẻ hòa đồng, quê Nghĩa Lộ, hy sinh ngay sáng 17 tháng 2. Tôi thương em Kiều Thắng, Tu Vũ, nhỏ tuổi nhất, xạ thủ B-40, do sơ suất, vấp phải bãi mìn mà bỏ mạng. Tôi thương cho Hợp, quê Long Cốc, rất trẻ, hiền lành, chưa từng nắm tay hôn người yêu, rồi thành và Hà mất tích ở km 21 mà không biết hồn cốt họ ở chỗ nào. Hiện nay mộ của Hiển, Hợi, Kế đã được đưa về nghĩa trang Thanh Sơn nhưng lại bị mất dấu và nhiều đồng đội khác. Rồi tôi lại nghĩ đến tôi trong đợt chiến đấu với bọn giặc Tàu, đặc biệt là trận đánh trên đồi cây gỗ mỡ ngày 22 tháng 2. Một quả pháo 105 của địch nổ gần, làm vụ và mấy người bị thương. Tôi may mắn có chiếc băng đạn AK đeo ở ngực che chắn. Mảnh pháo địch phá toác chiếc hộp băng tiếp đạn. Không thì tôi đã chết, mà đã chết thì làm gì có được ngày hôm nay để mà ngồi mà viết. Trời, vậy là tôi may mắn. Tôi may mắn hơn 10 người bạn đã ngã xuống của tôi. Tôi được trở về quê mẹ, được sống với mẹ cho đến khi cụ thọ tròn 100 tuổi. Năm 1984, tôi lấy vợ. Bà xã cũng là một cựu chiến binh. Chúng tôi có hai cô con gái và 4 đứa cháu ngoại, xinh xắn, dễ thương. Đời quân ngũ ngắn ngủi của tôi là thế đấy. Với 4 năm 1 tháng chỉ có vậy thôi. Cuối cùng xin nói một câu rằng tôi rất nhớ những đồng đội của tôi, nhớ nhiều lắm đấy. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.